nhà Phật định nghĩa và quy định của cái ác là những điều gì, và quy định của cái thiện là những điều gì? Ác đó là tham sân si, thiện đó là không tham, không sân, không si. Đó là nói về ý. Còn nói về khẩu, miệng mình ác đó là nói sai sự thật, nói lời ác khẩu, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều. Nếu người nói sự thật, không nói sai sự thật, người không đem chuyện người này buông nói chuyện người khác, không nói đầu sóc, đòn sóc hai đầu, những người họ có thiện khẩu thì được xem là thiện, còn thân của họ là sát sanh trộm cắp tà dâm gọi là ác. Thân họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là thiện. Thì quy định lại trong ba nghiệp thân khẩu ý, thiện hay ác là từ nơi thân khẩu ý. Hôm nay đại chúng nghe những cái điều này, nếu người đó thân khẩu ý là thiện thì họ làm việc gì cũng thiện. Nên nhìn vô tưởng chừng như là ác ngang, họ uống rượu, họ ăn thịt, mình tưởng là ác ngang, nhưng mà là thiện. Rồi mình thấy người đó họ làm thiện nha, mình tưởng chừng là thiện mà thành ác. Cho nên có ông đó viết thư nói Ấn Tổ kêu con nghèo quá, con đâu có tiền, con làm từ thiện, con đâu là có tiền, con làm phước báo đâu. Thì Ấn Tổ mới nói ông cứ nghĩ là thiện là có tiền để làm phước báu cúng dường, rồi xây chùa tạo tượng đúc chuông, rồi cúng dường tài thí pháp thí vân vân, mọi thứ là thiện hả? Nếu tâm ông, thân ông và miệng ông là thiện, ông làm một chuyện nhỏ nó cũng là thiện. Chỗ này sâu sắc. Nếu tâm ông là ác, còn tham sân si đầy dẫy, miệng ông thì thường nói sai sự thật, thân ông còn sát trộm dâm, ông làm thiện chưa chắc gì thiện, coi chừng là ác, bởi vì cái gốc nó là ác, chưa có tự tịnh kỳ ý, tâm ý ông chưa thanh tịnh. Cái chỗ này sâu sắc, thiệt là sâu sắc. Ông chấp vô, ông nói ông nghèo quá, ông không có tiền làm điều thiện. Ấn Tổ nói thân tâm ông đã thanh tịnh rồi, khẩu ông thanh tịnh rồi, ông chỉ làm một việc nhỏ thôi thì cũng là công đức vô lậu đó, cũng là phước báo vô lậu đó. Cho chỗ này rất là sâu sắc, mấy anh em suy nghĩ. Thì cái việc mà minh định của Phật giáo thiện ác là một cái việc mà bọn phàm phu chúng ta nhiều lúc chưa có minh định và chưa có làm đúng với cái phạm trù của thiện ác đó. Cùng cực của điều ác hay còn gọi là thượng ác đó, là tham sân si nó dẫy đầy và nó có sức mạnh mãnh liệt đó, nó lừng lẫy đó, gọi là thượng ác thì vô địa ngục. Mà trong cái thượng ác đó thì cái sân hận chiếm ưu thế mạnh, thì đây là cái nhân của địa ngục. Cái chỗ này danh từ này cũng đặc biệt, mấy anh em cũng nên ghi vào. Người ta nói mình đọa địa ngục là gieo cái nhân gì? Là gieo một cái nhân ác gọi là thượng ác, mà sân hận chiếm ưu thế, gọi là thượng ác, đọa địa ngục. Trung ác, mà trong cái trung ác đó cái tham nó chiếm ưu thế lừng lẫy thì vào ngạ quỷ. Hạ ác, thì trong cái hạ ác đó cái si mê nó chiếm ưu thế, rồi loài súc sanh. Cái này là chúng tôi học từ còn nhỏ bé tí, nghe cái vị hòa thượng nói cái là mình ghi vô tập học thuộc lòng, để trong lòng
lấy ra dùng không có khi nào mà lỗ thời hết. Còn thiện mà thường thiện á, thường thiện á, ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra điều thiện mà thường thiện để sanh về cõi trời. Mà trung thiện á thì chết trở lại làm người. Còn hạ thiện á thì bỏ báo thân này thọ mạng hết, vô cảnh giới Atula. Atula là cảnh giới thấp hơn cõi người, phi nhân phi thiên. Phi nhân phi thiên, không phải người, không phải trời, mà là hạ thiện đó. Ngày hôm nay muốn nói đến cái việc là lý do gì gia đình mình không có việc vui. Gia đình mình cứ trắc trở hoài, làm ăn cũng trắc trở, con học hành cũng không đỗ đạt, rồi con cái nó hư đốn, rồi gia đình nó cứ lộn xộn hoài, không có hòa thuận. Người ta nói dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Gia đình không có một cái không khí hòa thuận với nhau. Cha làm đường, cha nghĩ đường, cha nói đường, mẹ làm một ngã, con đứng cửa giữa không biết ngõ nào rờ. Gọi là chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Còn nếu mà hòa hợp với nhau thì Ấn Độ nói là giống như khảy đàn cầm đàn sắt. Lý do gì gia đình họ không ổn? Do gia đình họ không tích điều thiện. Lý do gì gia đình họ bất ổn? Cứ gặp chướng ngại hoài. Có phải ông trời ông hại không? Không phải. Chính mình hại mình tạo ra điều ác, cho nên gia đình mình bất ổn. Nhà tích điều ác, tai ương có thừa. Thì cái việc mà để tích thiện tích ác á, nó nằm cái chủ chốt cái chỗ này nè quý vị. Cái chỗ tự tịnh kỷ. Nó làm cho ý của mình, tâm của mình thanh tịnh rồi, thì cái người này nói ra là thiện, làm là thiện, dầu cho làm nhỏ làm ít, mà thân khẩu ý họ đã thuần thiện thuần tịnh rồi đó, thì họ làm cái gì nó cũng là thiện hả? Thì chỉ cái chỗ này hôm trước Giảng Nhàn có nói với mấy anh em huynh đệ, tột cùng của tịnh tự tịnh kỳ ý ở trong Vân Sao Ấn Tổ có nói đó là gì? Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Ghi lại câu này. Người ta không có biết cái cách gì để làm tự tịnh kỳ ý hết. Thì Ngài nói là nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Người ta làm thiện người ta cũng không có trụ nơi thiện. Khi mà họ trụ nơi thiện tức là họ còn cái ngã đó. Mà còn cái ngã mạn gọi là phàm ngã là có chướng ngại cho coi. Nhất tâm niệm Phật không trụ thiện không trụ ác, tùy duyên gặp thiện làm, dầu là một việc thiện nhỏ không bỏ. Nhất tâm vô trụ, không trụ vào ác, trụ vào câu Phật hiệu, dầu gặp việc ác nhỏ cũng phải tránh. Chỗ này thâm sâu ạ. Chỗ này khó hiểu. Có nhiều người họ chỉ để làm từ thiện thôi, không tự tịnh kỳ ý, không có đạt đến nhất tâm vô trụ. Và họ cứ ghét lục trần, họ làm từ thiện mà họ ghét người này, họ thương người kia, họ bực bội, tâm thần, tinh thần của họ bất an vô cùng. Họ chưa tự tịnh kỳ ý, bởi vì họ không có đạt đến của cái chuyện nhất tâm niệm Phật mà để không trụ vô thiện, không trụ ác. Việc thiện đó là một cái nhân quả để khi mình hình thành một cái cảnh giới và mình hình thành trong một cái duyên để độ sanh thì nó giúp ích cho mình rất là hữu quả. Và trên cái lộ trình mình đi, những điều thiện đó là những cái hoa thơm cỏ lạ, nó giúp cho mình có một cái điều kiện để bước đi rất thuận tiện. Không nên bỏ cái điều này. Nhưng mà nếu mà chấp vô thì cũng bị chướng ngại. Trên cái chỗ sâu sắc mà Ấn Tổ muốn nói đến cái câu của thiền, nhà thiền đó là nhất tâm vô trụ, là người đã họ đã nhất tâm, là tâm họ thanh tịnh rồi, họ không có trụ nơi ngay chỗ thiện và ác nữa. Họ không có trụ nơi đúng và sai, phải và trái, buồn và vui nữa, mà họ trụ nơi cái chỗ tâm chân không thường trụ đó.
Còn con người nguyền là Ngài nói đến phải nhất tâm niệm Phật, trụ nơi cái chỗ vô trụ, là không trụ nơi thiện quả, thì tự tịnh kỳ ý được. Mà thứ khi mà đã tự tịnh kỳ ý được rồi đó thì sao? Thì họ làm cái việc thiện nhỏ nó cũng trở thành việc thiện vô lậu. Bởi vì cái tâm họ đã thuần tịnh rồi, thì họ làm việc thiện là nó thuần thiện. Còn tâm họ còn nhiễm đục, vẫn đục tham sân si dẫy đầy á, thì họ làm việc thiện nhưng mà nó cũng chưa phải là thuần thiện, trong đó nó lẫn lộn với ác. Chỗ này cái chỗ sâu sắc, anh em huynh đệ nên lưu tâm ở chỗ này. Bởi vì do mình trụ nơi chân tâm thường trụ không được, trụ vào câu Phật hiểu không được thì phải trụ vô phiền não thôi, trụ vô tâm bất an thôi. Cái tâm mình nó là năng sanh vạn pháp, nó có thể sanh ra vạn pháp và trụ trong vạn pháp và chấp trong vạn pháp và đi theo vạn pháp để sanh tử luân hồi, ghê không? Đó. Cho nên thành ra Phật biết bây giờ con người mình để trụ vào cái chân tâm thường trụ khó, cho nên Ngài phải nói làm gì? Phải nhất tâm niệm Phật đi, trụ trên câu Phật hiểu. Cho nên trong kinh A Di Đà có cái chỗ nào quan trọng? Cái chỗ nào quan trọng? Chấp trì danh hiệu 1 ngày đến 7 ngày, đó là thượng căn thượng trí. Còn bọn phàm phu chúng ta mà 1 ngày đến 7 ngày mà không ăn không ngủ mong Phật đến rước thì cái chừng ma rước, không đủ sức làm chuyện này. Ấn Tổ nói là 7 ngày chuyện này có. Thượng căn thượng trí họ niệm trong 1 ngày thôi, đến 7 ngày là họ có sự thành tựu và tâm họ tương ứng với tâm Phật, cảnh giới xuất hiện rồi. Còn mình làm như Ngài Oánh Kha 3 ngày 3 đêm thì coi chừng trở ngại. Vì mình không phải là cái người có bản lãnh này, cái dung lượng mình không thể làm được như vậy. Cho nên mình phải tính đến 7 năm 10 năm. Hay không? Hay không? Không, mình nghe người ta nói Oánh Kha 3 ngày, Kinh A Di Đà nói 7 ngày, 1 ngày đến 7 ngày không ăn không ngủ. Trời ơi, niệm ra nhìn thấy giống như là mấy khùng khùng điên điên leo mấy nhà ngồi cười chết rồi. Trong kinh nói mà mình không hiểu rõ nghĩa và không biết căn cơ của mình, kinh phải nói khế cơ, khế lý và khế thời. Mình không khế hợp với, đúng là khế lý đó, nhưng mà trong cái căn cơ mình làm không được, không khế cơ, thì mình làm nên mình bị trở ngại, chứ không phải do kinh. Cái này là gì? Cái này y kinh giảng nghĩa tâm thế Phật Oan nè. Không à, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thiết. Ly kinh một chữ là ma nói chứ không phải Phật nói. Mà y kinh mà giảng nghĩa là tâm thế Phật Oan. Y kinh để mà mình làm 7 ngày rồi vô niệm Phật 7 ngày 7 đêm không ngủ luôn, mới có 3 ngày thấy thần kinh nó giật giật tưng 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 à, bước sang ngày thứ 5 cái nhảy lên mấy nhà ngồi à. Cái này không khế cơ, đúng không? Cho nên cái pháp của Phật là phải khế cơ, khế lý và khế thời. Khế thời là thời đại hôm nay tịnh độ phù hợp. 1000 năm đầu giới luật thành tựu, 1000 năm sau người ta giới luật phải tu thêm thiền định, và 10000 năm sau thì chỉ cần là giữ giới luật tinh nghiêm và tịnh độ là niệm Phật là được. Phật đã quyền ký như vậy rồi. Không? Khế thời thì cái pháp của mình là khế thời nè, là pháp môn niệm Phật. Và khế cơ là 3 căn cơ, thượng căn, trung căn và hạ căn đều phù hợp. Mà bộ kinh A Di Đà là nói cho thượng căn. Không ạ, mình là trung căn hạ căn thì phải tiệm tu pháp môn tịnh độ có ngày tháng, chứ không có bộp chộp được. Ấn Tổ Ngài răn dạy rất nhiều về cái việc mà bị ma dựa. Ngài nói hết 9 kẻ bị ma dựa là bộp chộp. Thấy trong kinh nói 7 ngày, bây giờ mình làm 7 ngày cái cuối cùng bởi vì trở ngại mất. Thấy không? Cho nên cái việc mà làm thiện này thì thực sự mà nói là cái chuyện này Ấn Tổ Ngài có dẫn chứng một cái điều này. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư thế nào là đại ý của Phật Pháp. Đại ý Phật Pháp đó là tổng cương lĩnh một đời Đức Phật nói như thế nào là đại ý gói gọn nhất ở trong đó. Ngài Ô Sào đáp: đừng làm các ác, vâng giữ các điều lành. Họ Bạch bảo: hai câu nói ấy đứa bé lên 3 cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo: tuy đứa bé lên 3 nói được, nhưng ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Câu hai câu đừng làm các điều ác chính là đại ý của hết thảy kinh giới của tam thế chư Phật, chớ nên coi thường.
Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật đạo, huống hồ là các quả phước huệ khác nữa ư?